đắt hơn bất kỳ bảo vật nào trên thế giới. Đó không phải là kim cương hay đá quý, đó là một viên gạch lát tường. Những năm gần đây, gạch vàng này đã nhiều lần xuất hiện trong các cuộc đấu giá. Một cặp gạch vàng được sản xuất trong Ngự Diêu, tạm dịch lò gạch của vua, thuộc triều nhà Minh, thời vua Vĩnh Lạc, đã được bán với giá hơn 800.000 tệ, khoảng 2,8 tỷ đồng Việt Nam. Người ta ngạc nhiên rằng tại sao một viên gạch nung lại có giá đến cả tỷ đồng. Tử Cấm Thành đã từng là nơi ở của 24 vị hoàng đế, gồm 14 hoàng đế triều Minh và 10 hoàng đế triều Thanh, cùng hậu cung. Tử Cấm Thành ẩn chứa nhiều điều kỳ bí và được mệnh danh là một trong những đại kiệt tác kiến trúc Trung Hoa. Được xây dựng từ năm 1406 đến năm 1420, Tử Cấm Thành sử dụng hàng loạt các vật liệu quý giá như đá quý Phòng Sơn, ngói men Ngọc An Huy, gỗ quý Phương Nam. Theo số liệu của Bảo tàng Cung điện, Tử Cấm Thành được bao quanh bởi những bức tường cao 10m và hào nước rộng 52m, dài 961m từ Bắc đến Nam và 753m từ Đông sang Tây, rộng hơn 720.000m², tức gấp khoảng hơn 100 lần sân bóng đá chuẩn. Hồ sơ di sản của UNESCO cũng cho biết, Tử Cấm Thành có gần 10.000 phòng chứa đồ đạc, tác phẩm nghệ thuật, cùng nhiều khu vườn cảnh. Có người đã ước tính bạn sẽ mất hơn 2 tuần mới có thể đi hết di tích này. Sau nhiều năm, kiến cổng cao tường, từ năm 1925, nơi đây trở thành bảo tàng cung điện, mở cửa chào đón công chúng. Với diện tích khổng lồ, kỳ quan kiến trúc này là một trong những điểm đến đông khách nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ khoảng 60% gian phòng, công trình ở đây mở cửa đón khách. Không chỉ là địa điểm du lịch, Tử Cấm Thành còn gắn liền với nhiều bí mật khiến các nhà nghiên cứu bất ngờ. Nhiều người thường truyền tai nhau rằng Tử Cấm Thành được lát gạch vàng. Tuy nhiên, lời mô tả về loại gạch vàng này thực chất là ẩn dụ cho giá trị của mỗi viên gạch được sử dụng trong công trình này. Trong điện Thái Hòa của Tử Cấm Thành, nền nhà được lát bằng gạch vàng. Gạch vàng này là những viên gạch có chiều dài khoảng 0,73m, 0,66m, 0,56m. Loại gạch này ban đầu có tên là kinh chuyên, tức là loại vật liệu chuyên dùng cho hoàng cung. Ngoài ra, chữ kinh đọc là trinh cũng gần giống với chữ kim đọc là zin, nghĩa là vàng. Vì vậy chữ kinh này dần dần cải thành chữ kim, do đó loại gạch này cuối cùng có tên là gạch vàng. Trên thực tế, những nghệ nhân hay người hiểu biết về vật liệu thời ấy coi gạch lát sàn nhà trong Tử Cấm Thành có giá trị đắt hơn vàng. Bởi quá trình hoàn thành một viên gạch mất đến 720 ngày. Cùng nhiều công đoạn rất phức tạp, đòi hỏi tay nghề tinh vi của thợ thủ công. Sử sách Trung Quốc ghi lại, lò gạch Lục Mộ ở Tô Châu chính là nơi sản xuất loại gạch đặc biệt này. Nguyên nhân là vì thổ nhưỡng ở vùng này đặc hơn so với các nơi khác. Hơn nữa, loại gạch ở Tô Châu đặc ruột, không có lỗ, tiếng gõ phát ra âm thanh giống như khi gõ vào vàng hay đá quý, nên được Minh Thành Tổ vô cùng yêu thích. Do quá trình chế tạo gian khổ và khác biệt, chất lượng vượt trội so với gạch thông thường, nên chỉ những gia đình quan lại và giàu có thời ấy mới được dùng gạch Tô Châu. Những nghệ nhân sản xuất thường ví von, công sức chế tạo ra một viên gạch là một lượng vàng một viên gạch. Cụ thể, riêng việc xử lý đất để nung gạch đã có tới 7 công đoạn không thể thiếu, bao gồm đào, vận chuyển, phơi khô, nện đất, nhào trộn, mài và sàng, dây, đất. Loại đất sét đặc biệt ở làng Lục Mộ, Tô Châu phải kết dính, sánh và không bị rời rạc, không cát. Sau khi chọn xong đất, họ sẽ tiến hành loại bỏ đi những tạp chất và những bọt khí trong đó để tạo ra một loại đất mịn, dẻo, chất lượng tốt, thậm chí cần thời gian phơi tới hơn một năm nhằm loại bỏ tạp chất và các bọt khí để đảm bảo chất đất đặc tối đa. Sau đó, họ đem đất này tạo thành một loại bùn và bắt đầu cho vào khuôn đóng. Khi cho vào khuôn và được ép ván ở mặt trên và mặt dưới, hai người sẽ dẫm lên trên tấm ván của khuôn đến khi nào bùn trong khuôn đặc mới thôi. Xong công đoạn đóng khuôn, gạch được đem ra phơi khô trong vòng 7 tháng rồi mới cho vào lò nung. Khi nung gạch phải dùng chấu, rơm rạ hun 1 tháng để loại bỏ hơi ẩm. Sau đó dùng củi chẻ đốt 1 tháng, rồi lại dùng củi không chẻ đốt 1 tháng nữa. Sau cùng, dùng cành thông đốt tiếp. Trong quá trình nung kéo dài 40 ngày, người làm chỉ có thể dùng rơm rạ và chấu để loại bỏ hơi ẩm trong đất. Đáng chú ý là gạch sau khi ra lò được ngâm vào dầu chấu để có bề mặt sáng bóng và nhẵn mịn. Sau khi gạch ra lò còn phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt. Nếu như trong một số lượng gạch nhất định mà có 6 viên không đạt tiêu chuẩn, gõ có âm thanh của vàng nén, không có lỗ hổng, thì cả số lượng gạch đó coi như phế phẩm và phải một lần nữa chế tác lại. Cứ như vậy, từ bùn đất đến gạch vàng phải mất khoảng 2 năm. Việc vận chuyển và bảo quản rất được coi trọng và thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo không để mất, tráo đổi gạch giả, gạch kém chất lượng. Nhờ loại gạch vàng này
Từ cấm thành được sách sử mô tả, đông ấm, hạ mát. Vì thế, người sống trong cung luôn cảm thấy dễ chịu, thư thái. Thực tế, không phải khắp từ cấm thành đều được lát loại gạch chất lượng này. Chỉ điện Thái Hòa, điện Trung Hòa, điện Bảo Hòa và ba tuyến đường phía đông, chính giữa và phía tây trong từ cấm thành được lát gạch vàng. Trên bề mặt của những viên gạch này còn được khắc dấu của phủ Tô Châu và ghi niên hiệu của thời vua Vĩnh Lạc, vua Chính Đức, vua Cản Long. Bí kíp chế tạo gạch vàng trong từ cấm thành đã bị thất truyền và hiện nay vẫn chưa ai có thể tạo ra những sản phẩm tương tự như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.